Chị lựa chọn môn toán số Roman cho con bởi vì trẻ con thì dễ nhớ dễ quên hơn, các con nhà chị thì chưa có ý thức học. Thế chị muốn cho cháu tập trung học và phát triển tư duy não bộ. Hơn nữa cho cháu học để cho cháu là một cái tiền đề cho cháu sang năm vào lớp 1 vững tin hơn. Mình rất là hài lòng với cái app Soroban vì nó có một hệ thống bài giảng rất là chi tiết, kỹ càng, cụ thể và nó có từng chương, từng bài một. Các con có thể học đi học lại rất là nhiều lần. Trẻ con thì thường mất tập trung, với cái app Soroban thì đã khắc phục được điều đó vì con nhà mình được vừa học vừa chơi và được tương tác với giáo viên trực tiếp trên iPad. Lúc đầu thì mình cũng rất là lo lắng và không biết có đủ kiến thức để học cùng với con hay không. Nhưng với app Kidap Soroban thì luôn có giáo viên để đồng hành giải đáp những câu hỏi khó và báo cáo kết quả học tập của con, nên mình cũng rất là yên tâm. Để việc học toán Soroban đạt hiệu quả, con cần đảm bảo mỗi tuần học tối thiểu 2 bài. Ba mẹ chú ý nhắc nhở động viên con nhé. Chỉ sau 2 tháng học với Kidap Soroban thì mình thấy con tiến bộ rất là nhiều, đã chủ động hơn này, rồi tập trung học và rất yêu thích môn toán. Sở Vật Tư Mỹ Á Châu, nơi đỉnh cao công nghệ.